Xin cảm ơn Asus đã tài trợ chuyến đi Computex 2023 này. Thì chúng mình đang đứng ở bên cạnh đó chính là booth của Zotac. Thì theo như mình thấy đây là cũng không có gì hấp dẫn bằng chiếc card này. Nhưng đây là chiếc card RTX 4070 TwinForce Twin Edge OC Special Edition, là phiên bản dành cho Spider-Man. Nhưng cái thứ card này nó lại có một cái buồn cười là đây. Tức là đây là cái backplate nhựa acrylic anh em dán lên, và anh em chỉ cần như này thôi là thành phiên bản Spider-Man Edition. Kể cả đằng trước nó cũng không có thiết kế gì đặc biệt cả, ngoài cái sticker kiểu logo đây, đây Spider-Man đây. Nói thật thì nó là một cái sản phẩm mang tính gọi là collection, đây, collector edition. Nhưng mà mình thấy là cũng chưa đáng để gọi là collector edition thôi. Đây là 4070 phiên bản 2 fan. Còn bên cạnh chúng ta còn có cả 4070 phiên bản 3 fan nữa. Đấy, cũng tương tự như vậy, cũng được thiết kế như này. Và đầu này thì dùng đầu 16 pin nha anh em. Và đấy là những chiếc card Spider-Man của chúng ta. Liệu rằng anh em có hứng thú để mua không? Bởi vì là những chiếc card này thì cũng tương đối là đặc biệt. Nhưng mình cũng kỳ vọng rằng Zotac có thể làm tốt hơn, đó chính là tạo ra những chiếc card thực sự custom dành riêng cho cái cho Spider-Man như này. Đấy, hy vọng là Zotac có thể làm như thế nhá.